Bởi vì nó để ý rất là nhiều thứ xung quanh, nó rất là chịu khó quan sát. Và thường nó sẽ quan sát những thứ xung quanh nhiều hơn là việc lắng nghe. Nhưng mà khi đêm xuống thì khác. Mẹ nghĩ là một phần thời gian đầu khi mà mẹ làm mẹ thì mẹ chưa có giao tiếp nhiều với con. Mẹ hay kêu con nhưng mà không bằng ngôn ngữ, mẹ hay kiểu níu kiểu làm trò con mèo với con ấy. Rồi sau khi mà mẹ nhận thức được là con đã tới tuổi nói rồi ấy, thì mẹ mới bắt đầu nói chuyện với con nhiều hơn. Tuy nhiên thì lúc đó mẹ mới nhận ra là con là một đứa bé rất là hiếu động. Con thích chạy nhảy, con thích tìm tòi và quan sát xung quanh. Ít khi nào mà con chịu ngồi mà nghe ba mẹ nói. Hoặc là khi mà ba mẹ nói thì bé có thể nghe, nhưng mà bé sẽ không có tập trung. Thì chỉ có buổi tối là bé sẽ tập trung vào lời của mẹ. Mình mà có thể thu hút được sự chú ý của con ấy, thường là vào lúc trước khi đi ngủ. Còn những phần còn lại ở trong ngày thì khó mà thu hút nó. Bởi vì nó để ý rất là nhiều thứ xung quanh, nó rất là chịu khó quan sát. Và thường nó sẽ quan sát những thứ xung quanh nhiều hơn là việc lắng nghe. Nhưng mà khi đêm xuống thì khác. Con dành sự tập trung cho hai đứa mình. Đúng rồi, hay là bây giờ mình dạy nó buổi đêm. Thâu đêm suốt sáng, thâu đêm suốt sáng. Thôi trái với là quỹ đạo. Thôi thì khi mà em nhận ra là Hy nó tập trung buổi đêm á, thì em cũng bỏ luôn, không có cho nó ngủ riêng nữa. Bởi vì dường như là buổi đêm hai mẹ con nói chuyện nhiều hơn á. Ban ngày thì em nói chuyện với Hy nhưng Hy cũng trả lời nhá. Đúng không? Anh thấy vậy không? Đúng không? Rõ ràng mà. Nó để ý rất là nhiều thứ xung quanh của nó. Nên đêm này khi mình nói một cái gì đấy là bắt chước. Dạy nói từ nào là nói ngay từ đấy luôn. Không phải nói lần thứ hai. Thế đấy là điểm khác biệt. Con sẽ tập trung sự chú ý vào ban đêm hơn. Bởi vì cái lúc đấy là xung quanh nó không có cái gì để đánh lạc hướng con cả. Chúc mừng Mẹ Siêu Nhân nhé. Một lần nữa. Mẹ Siêu Nhân. Cảm ơn Mẹ Siêu Nhân. Mẹ Siêu Nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ Bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube YEAH1 SHOW từ ngày 16 tháng 3, 2024.